chào mọi người hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài rất là hay thì thực ra ấy có hôm nay tôi có gặp một câu hỏi khá là thú vị của một anh anh ấy đến anh ấy mua một sách của thư vi của tôi thì anh ấy cũng là một người nghiên cứu tử vi cũng khá là lâu năm rồi thì anh ấy có hỏi tôi là có hai câu hỏi mà tôi suy nghĩ đó chính là câu hỏi thứ nhất tuần triệt là gì và tại sao lại an tuần triệt như vậy và có cách giải thích nào nó dễ hiểu hơn không so với cả cái việc nếu an tuần triệt theo thiên can và địa chi thì giải thích như thế nào cái cách an đó và cái thứ hai nữa là tuần triệt là sao hay nó là một trạng thái bởi vì nếu là sao tại sao nó lại ảnh hưởng đến tất cả các chính tinh còn nếu nó là trạng thái thì tại sao nó lại có ngũ hành thì uh, hai câu hỏi đó làm tôi uh, cũng khá là lúc đầu thì nghe xong thì uh, uống chén trà rồi uh, cũng phải tư duy mất một lúc sau đó bắt đầu giải thích cho anh ý và anh ý nghe anh ý thấy khá là thuyết phục sau đó thì anh ý uh, có ủng hộ bằng việc là mua một cuốn sách thì um, cái cái này thì tôi thấy rất là hay mà tôi nhận ra một vấn đề là cái bài mấy bài tuần triệt của mình tôi lại chưa đưa ra thì hôm nay tôi xin phép với cả mọi người là tôi sẽ giải thích cho mọi người là cái tuần triệt là gì và an nó và cái cách hiểu của nó như thế nào và chúng ta thử là đặt ra cái, cái một cái lý thuyết là nó là sao hay nó là trạng thái để chúng ta bóc cỡ dần dần những cái Uh, kiến thức còn đối lập trong nhiều sách khác nhau của những tác giả khác nhau về vấn đề tuần triệt. Thì trước khi vào thì cũng phải xin lỗi mọi người một chút thì hôm nay tôi chưa chuẩn bị gì cả. giấy trắng tí nữa tôi sẽ ghi. Thì cái này cũng là bộc phát thôi, thực ra hôm, bây giờ là 3 giờ sáng rồi. Hôm nay có uh, có có sáng thứ nhất là gặp một cái anh đến mua sách cái thứ hai là gặp anh Tùng và anh đến xem tự vi và hai anh em trao đổi cũng rất là vui. Một ngày rất là vui. Đi uh, dậy thì các bạn học sinh các bạn ấy rất là ngoan học bài rất là tốt cái kiến thức của các bạn ấy rất là được như mình mong muốn cho nên là đây hôm nay là một ngày vui về cũng khó ngủ quá Thế là quay luôn cái bài này đang nghĩ nhiều đầu óc nó cứ nghĩ cả ngày hôm nay nó cứ nghĩ xoay quanh tuần triệt à Thế là 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 muốn quay lại cho các bạn thì cái tuần triệt nó là cái gì thì đây nó là một bài bổ trợ cho cái những cái bài tuần triệt kia Lúc đầu thì tôi định nghĩ là tôi chỉ quay cho khóa học của mình thôi. Nhưng mà tôi nhận ra một vấn đề là thực ra kiến thức nhất là những kiến thức tốt thì nên lan tỏa cho mọi người. Và đây nó là những kiến thức cơ cơ sở. Những kiến thức để mọi người hiểu cái khoa tử vi này nó hoàn toàn là khoa học, nó hoàn toàn là logic và nó hoàn toàn có thể áp dụng được tư duy được trong việc học tập. Thì các bạn nếu bạn nào có nghiên cứu văn hóa Trung Hoa thì có một câu của mình, à, của 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 mạnh tử đã nói rồi nếu đọc sách mà tin cả vào sách thì thà vứt sách đi còn hơn thế cho nên làm việc gì học cái gì thì cũng phải để cái tâm cái chú tâm của mình mình vào nhá phải siêu thoát được những thứ ở trong sách vở và học thì nó phải biết áp dụng có nghĩa là phải đặt đặt câu hỏi ngược lại trong việc học luôn luôn là phải có hai chiều chứ không nên một chiều các bạn nào học đọc về khổng tử các bạn đã thấy thì luôn luôn đến thì ngoài việc dạy thì những học trò là luôn luôn đặt câu hỏi cho người thầy và người thầy phải tìm cách trả lời. Thì uh, hôm nay tôi nhận được những câu hỏi hay, tôi uh, may mắn là cũng đã trả lời được. Cho nên tôi muốn chia sẻ câu hỏi đó cho mọi người cùng tham khảo, nghe lắng nghe ý kiến. Thì trước khi vào ấy, cái bài tuần triệt ấy, tôi xin lỗi mọi người một chút là uh, thực ra là cũng thức đêm nhưng mà dạo này cơ thể cũng không được khỏe, tay nó ra mồ hôi nhiều quá cho nên là phải lấy cái này chặn cái giấy lại kê tay để để nó không ra mồ hôi để còn viết chứ không nếu mà đè lên trên giấy thì cũng ấy thực ra là cũng uh, đêm hôm thì nó cũng lạnh nhưng mà do người nó hơi 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 yếu cho nên là cơ thể nó sẽ tự tiết ra mồ hôi để nó trung hòa lại cái nhiệt độ ở trong, trong 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 cơ thể với cả ở cái bên ngoài đúng wow, không hôm nay chúng bài hôm nay chúng ta học ấy nó là tuần triệt những bài nó là tuần triệt Thế trước khi vào ấy Bài này tôi chỉ nói nhiều thôi nhá Chứ tôi sẽ không ghi nhiều đâu Tại vì có nhiều cái chúng ta sẽ Học chúng ta biết rồi Cái bài tuần triệt này trước khi giải thích được cái tuần triệt ấy Các bạn phải học thế nào là lục thập hoa giáp đã Các bạn phải quay trở về cái cơ bản của nó Tại vì sao Tuần và triệt Nó bắt nguồn từ thiên can và địa chi Thì thế nào là tuần, thế nào là triệt Thì chúng ta sẽ được giải thích Nhưng nó bắt nguồn từ thiên can địa chi mà các bạn biết rồi thiên can địa chi nó là một bộ số đếm và hình thành cái bộ số đếm đấy. Từ cái bộ số đếm đấy nó hình thành một cái người ta gọi là lục thập hoa giáp. Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu lục thập hoa giáp nó là cái gì. <laughs> Đầu tiên nếu mà về nghĩa đen thì lục là 6, thập là 10, lục thập là 60. Nhá, lục thập là 60. Hoa ấy nếu mà về nghĩa đen tôi nói là bông hoa, còn giáp là một đời của nó. Thế cho nên đây là 60 cái chu trình tàn và nở của bông hoa của một loài hoa cũng như là một cuộc đời nhưng mà cái này là hiểu theo nghĩa đen thôi còn cái nghĩa thực sự của nó ấy, thì chúng ta sẽ hiểu như sau cái nghĩa thực sự của nó thì ở đây tôi có ghi lại là như thế này bản thân cái nghĩa thực sự của lục tập hoa hoa của lục tập hoa giáp là gì cái về cái ý nghĩa là cái đời hoa thì không có không cần phải nói quá nhiều nhưng các bạn phải hiểu nhé bản thân ấy theo cái quan niệm của người xưa là thiên làm chủ, có nghĩa là trời làm chủ và nó sẽ dẫn dắt cho đất noi theo, có nghĩa là thiên là chủ, đất là tớ. Đó, thiên là cha, đất là mẹ. Đó, thiên là người 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 đứng đầu, còn đất địa là cái người phải đi theo. Do đó mọi thứ đều được thiên định hướng và quy chuẩn và thông thường các bạn thấy thiên nó sẽ là về thông thường là trọng về 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 không gian trọng về à tôi xin lỗi là trọng về thời gian hơn là không gian người xưa là trọng về thời gian cũng là người ta quan trọng cái chữ thời hơn cái chữ cảnh nghĩa là nếu mà cái thời điểm đó các bạn không vui thì cảnh đẹp nó không là cái gì cả do đó cái người thời xưa ấy thì khi chúng ta học về cái trí tuệ của người ta thì chúng ta phải đặt mình vào cái thời đại đó để mà chúng ta hiểu được là người ta tư duy như thế nào thì cái vấn đề của nó là ở chỗ này người ta coi trọng cái chữ thời hơn cái chữ cảnh do đó người ta sẽ coi trọng cái việc thời gian hơn là không gian và như vậy thì các bạn nhận ra một vấn đề là theo đúng cái quan cái quy chuẩn logic đó thì là thiên là ý nghĩa cho thời gian còn địa là không gian không gian chúng ta có thể sờ nắn chúng ta có thể Uh, cả cảm trải trải nghiệm được còn thiên là bầu trời chúng ta chỉ, chỉ có thể nhìn thấy thôi đúng không Nó thể là nhìn thấy thấy thôi mà các bạn phải hiểu thiên can thì bắt đầu từ đâu giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý còn địa chi là bắt đầu từ tý sửu dần mão thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tuất hợi mà các bạn thấy là thiên can thì bắt đầu từ giáp còn địa chi thì bắt đầu từ tý vậy thì lục thập hoa giáp này có nghĩa là cái chữ giáp này cũng chính là bắt đầu từ thiên can luôn vậy thì cái bảng lục thập hoa giáp này được căn cứ theo địa chi và bắt à tôi sẽ nói là căn cứ theo thiên can và bắt đầu theo thiên can thì người ta gọi là hoa giáp, hiểu chưa? Một hoa, đó, một hoa nhá, hoa giáp, một hoa giáp, có nghĩa là bắt đầu theo thiên can. Chữ giáp này chính là chữ đầu tiên theo thiên can luôn. Và các bạn nhớ nó theo cái thiên can thì nó là một bộ số đếm từ 1 đến 10, người ta đếm là giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ canh tân nhâm quý nhá yeah. còn nếu mà đếm theo địa chi thì đếm từ 1 đến 10 quy định là tí à từ 1 đến 12 là tí xỉu dần mão thìn tị ngọ mùi thân tượng thuận hợi ok và bây giờ chúng ta sẽ có cái bản lục thập hoa giáp như sau ở đây tôi đã chuẩn bị rồi đây đây là một bản lục thập hoa giáp một bản về lục thập hoa một bản bạc cha về lục thập hoa giáp và các bạn nhận thấy một điều là cái bên thiên can đây thiên can đây là nó có một hệ thống cơ số đếm bao gồm 10 phần phân tử bao gồm 10 phần tử nhá là giáp ất bính đinh mậu Kỳ, canh tân nhâm quý và nó ám chỉ về mặt thời gian có nghĩa là người ta đã chia thời gian ra làm 10 khoảng khác nhau và tiếp theo là các bạn nhìn sang địa chỉ địa chỉ ở đây tôi đây là một bảng lục thập hoa giác địa chỉ ở đây tôi sẽ viết từ 1 đến 10 để cân bằng với bên này thì tất nhiên nó sẽ còn thiếu hai ông thân dậu thì tuất hợi nó còn thiếu ở dưới này đúng không nhưng mà khi đưa vào bảng thì nó phải mang một hệ thống quy chuẩn cho nên là thiếu thì chúng ta sẽ viết sang bên sau nhưng địa chi thì các bạn phải hiểu nó là cái gì địa chi là một hệ thống cơ sở số đếm bao gồm 12 phần tử và nó ám chỉ về mặt không gian được chưa nhỉ thiên là thời gian còn địa chi là ám chỉ về mặt không gian, có nghĩa là nó người ta sẽ chia không gian ra làm 12 khoảng khác nhau. Nhá. Và cái sự kết hợp này, kết hợp giữa thời thiên can và địa chi nó tạo thành một hệ số đếm chung bao gồm 60 đơn vị khác nhau. Và các bạn phải hiểu, cái hệ số đếm chung này nó đang làm ám chỉ cái gì? Nó là sự kết hợp giữa thời gian và không gian có nghĩa là nó nằm ám chỉ sự vật sự việc mà khi kết hợp ở hai hai bên vào đấy giữa trời và đất giữa thiên và địa vậy thì nó ám chỉ cái sự vật nằm trong đó nằm trong đó nằm giữa trời và đất giữa thiên và địa đó chính là con người và con người là sự được đại diện cho vạn vật được đo bằng cái hệ thống cơ sở này được chưa nhỉ và các bạn thấy khi đã đưa vào một cái bảng hệ thống cơ sở thì mỗi một đơn vị được hình thành khi kết hợp một thiên can và một địa địa chi và nguyên tắc khi thiên dẫn địa thì có nghĩa là thiên can phải viết trước và địa chi phải viết sau nó hình thành một đơn vị như giáp tý ất sửu bính dần đinh mão mậu thìn kỷ tỵ canh ngọ tân mùi nhâm thân quý dậu ví dụ thế ở đây tôi không nói gì đến cái thuyết âm dương ngũ hành cả bởi vì thuyết âm dương ngũ hành nó không liên quan đến đến việc ăn của tuần triệt và trước khi các bạn học về tuần triệt thì các bạn phải hiểu được cái này bản thân cái này việc học cái bảng lục thập hoa giáp này nó rất là buồn ngủ nhưng nếu mà cái cơ sở về mặt như thế này mà các bạn không vượt qua được thì các bạn rất khó để có thể học những thứ tiếp theo cho nên biết là nó buồn ngủ và nó buồn chán nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để chúng ta học à, về cái vấn đề mà thiên can địa chi này có lẽ là chúng ta ở đây để cho các bạn hiểu thêm về cái vấn đề bảng lục tập hoa giáp nhưng như thế nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi là nếu 10 thiên can đi với 12 địa chi thì đáng nhẽ ra là nó phải tạo thành một hệ số đếm gồm 12 đơn đơn vị chứ vậy thì 60 đơn vị đi đâu rồi đúng không nhỉ thì các bạn thấy đúng không 10 mà kết hợp với 12 thì rõ ràng là nó phải ra 120 cái cái này là trẻ con người ta cũng 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 biết đúng không rõ ràng là nó phải ra được là 120 120 vậy thì 60 đơn vị nó đã đi đi đâu thì chúng ra các bạn nhận ra một vấn đề là khi cái quy tắc sắp xếp ấy, thì nó là như thế này à, mỗi một khi trời thay đổi thì đất cũng sẽ thay đổi theo vì đất là phải đi theo trời đúng không nhỉ sáng ví dụ như là buổi sáng thì khi bầu trời lên buổi sáng thì những sinh vật buổi sáng như thế nào với con người thì ra ngoài làm đồng nhưng những cái con vật sinh hoạt ban đêm như con chuột hay là những loài gặm nhấm, con rắn thì nó đã chui vào tổ. Do đó khi thờ, khi thời gian thay đổi, không gian cũng sẽ thay đổi theo. Và vạn vạn vật nó cũng sẽ dự, theo cái quy luật luật đó và nó sẽ hình thành một thế thế này. Vậy thì khi thiên can tiến lên từ giáp đến ất thì sao? Thì địa chi cũng thì tiến lên từ tí đến xỉu chứ nó không giữ giữ nguyên. Do đó vô hình chung nó hình thành một cái thế cân bằng có nghĩa là giả sử thiên can số lẻ có nghĩa là thiên can giáp là số 1 là số dương thì chỉ ghép được với cả địa chi là số lẻ là cũng là địa chi dương vậy thì nó hình thành một thế cân bằng tưởng chừng như không cân bằng nhưng nó thực ra nó lại rất cân bằng có nghĩa là dương thiên can dương chỉ đi với địa chi dương và thiên can âm thì chỉ đi với địa chi âm mà thôi do đó hai thằng hai thằng như thế thì nó đã bị mất mất một nửa dương đi với dương âm đi với âm thì nó đã bị mất mất một nửa rồi và vì bị mất một nửa trong 120 trường hợp Vậy thì nó chỉ còn 60 trường hợp khác nhau Và mang tên là lục thập hoa giáp Thì các bạn thấy nhé, lục thập là 60 60 trường hợp đấy Một hoa là một quá trình Một quy trình quay trở lại ban đầu Từ giáp chạy đến quý Bên này lại từ giáp chạy đến quý Từ từ giáp lại chạy đến quý Giáp lại chạy đến quý, nó là một quá trình Và người ta gọi là hoa giáp Bởi vì sao? bởi vì mỗi một cái quy trình này nó lại được bắt đầu từ giáp mỗi một quy trình này người ta lại bắt đầu từ giáp thì người ta gọi là lục thập hoa giáp được chưa đấy là giải thích ý nghĩa của từ lục thập hoa giáp để cho các bạn hiểu nhá yeah. và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái tuần trung không vong tuần trung không vong <laughs> à, các bạn thì đều những người đã nghiên cứu tử vi mà nhất là phải học cách an sao thì đã hiểu là tuần trung không vong an theo cái gì và triệt lộ không vong thì an theo cái gì và bây giờ tôi sẽ không nói lại cái việc an nó nữa nhưng tôi sẽ nói là nó nằm nó xuất phát từ đâu và nó nằm ra từ cái chỗ nào đầu tiên các bạn phải hiểu cái ý của từ tuần trung không vong là gì đã nếu bạn nào nghiên cứu hán tự thì các bạn sẽ có một vấn đề là chữ tuần chữ tuần trong chữ tuần không vong nó có ba ý nghĩa chính nó có ba ý nghĩa chính ý nghĩa thứ nhất là sự lặp lại cũng là tuần tra tuần xét ý nghĩa thứ hai là tuần tuổi mà cái tuần tuổi này nó tương với 10 ngày Ngày xưa một tháng có 30 ngày, tháng nào cũng có 30 10 ngày theo lịch âm. Và mỗi một tuần có 10 ngày và người ta chia một tháng ra làm 3 tuần thôi. Từ mùng 1 đến mùng 10 người ta gọi là thượng tuần. Từ 11 đến 20 người ta gọi là trung tuần và từ 21 đến 30 người ta gọi là hạ tuần. Vậy thì một tuần này nó tương ứng với 10 ngày. 10 ngày. Và một tuần nó chính là một cơ số đếm là 10. Người ta làm 10, tính là 10 thì người ta gọi là tuần. Các bạn hiểu chưa? tiếp theo là chung chung thì rất đơn giản nó là ở giữa nó là ở giữa đấy là ý nghĩa đầu tiên ý nghĩa thứ hai của nó là một nửa một nửa một nửa nhé và ý nghĩa thứ ba của nó là sự hợp lý sự hợp lý đó đấy là chữ chung chung này hợp lý có nghĩa là uh, tự nhiên lại quên với những cái ví dụ nhưng mà ý nghĩa của nó là hợp lý không là sự trống rỗng nó cũng là sự không gian không gian ý nghĩa tiếp theo của nó trong từ không này là sự thiếu thiết thực nó cũng có ý nghĩa là rộng lớn và nó cũng có ý nghĩa là không có cái gì gì cả nhưng có một cái ý nghĩa nó là bầu trời luôn cái từ không này trong từ không vong nó có ý nghĩa là bầu trời và nó cũng có ý nghĩa là uổng phí và sự rảnh rỗi do đó những cái sao sao tuần này nó mang rất nhiều ý nghĩa vậy thì khi kết hợp với các sao khác nó cũng sẽ mang những ý nghĩa khác 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 biệt nhưng bản thân ý nghĩa của nó đã mang những ý nghĩa đấy rồi thì đấy là chữ không tiếp theo là chữ vong chữ vong này thì có bốn ý nghĩa chính đầu tiên nó nằm trong từ mất đi nghĩa là từ chết chết tiếp theo nó là năm trong ý chữ trốn trốn đi mất đi đó trốn đi và nó có một ý nghĩa là sự tiêu diệt hoặc là chớ hay đừng vậy thì bản thân bị tiêu diệt mất đi hay chớ đừng thì nó không nên vào những cái chỗ mà có những cái sao tài hay sao lộc hay là sao quan sao quý tinh sao phúc tinh là không nên vào vì nó làm mất hết đi nó bị tiêu diệt nó làm cho không được Thế cho nên là những các bạn sẽ nhận ra tại sao cái sao tuần trung không vong nó không hợp với những sao ví dụ như thiên phủ chưa vũ khúc chưa tử vi thiên đồng ví dụ cự môn ví dụ thế do đó ngay trong ý nghĩa của sao của tên nó đã mang luôn ý nghĩa của sao rồi còn tại sao nó lại gặp cái thằng này thế sao tuần trung không vong nó là cái gì thì các bạn nghe nhé bản thân các bạn nhìn khi 10 thiên can kết hợp với 12 địa chỉ thì nó sẽ bị dư ra hai thằng. Và hai thằng dư ở đây là thằng tuất hợi, tuất hợi ở đây nó sẽ được ghép nốt sang cái bên bên này. Được chưa? Nó sẽ ghép nốt sang bên bên sang cái bên này. Và cứ thế cứ thế nó hình thành một cái bảng tên là lục thập hoa giáp. Mà các bạn biết là lục thập hoa giáp thì có 60 đơn vị. 60 đơn vị người ta mà cái hoa giáp nó là một quy luật quay trở lại vị thế ban đầu, có nghĩa là cứ hết 10 thằng thiên can cứ giáp rồi, giáp rồi lại đến 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 giáp vậy thì chia 60 cho 10 chúng ta sẽ được 6 bảng và mỗi bảng này các bạn thấy đứng đầu của nó đều là giáp cả à? giáp 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 ok chưa thì người ta gọi cái bảng này là bảng lục tuần thủ lục tuần thủ nhá tuần có nghĩa là lặp lại còn thủ là đứng đầu lục là 6 có nghĩa là 6 cái lặp lại đứng đầu tiên đúng không sáu cái lặp lại đứng đầu tiên đều là giáp tại vì thiên can luôn luôn là quy định của mọi mọi thứ thiên can luôn luôn là quy định của mọi thứ vậy thì cái lục tuần thủ này đấy là sáu cái lặp lại đứng ban đầu thì bao gồm là giáp tý giáp tuất giáp thân giáp ngọ giáp thìn và giáp dần vậy thì các bạn thấy là do mỗi tuần thủ đều có 10 đơn vị do mỗi tuần thủ đều chỉ có 10 đơn vị vậy thì luôn luôn thừa ra hai địa chỉ đúng không luôn luôn bị thừa ra hai địa điện thừa ra hai địa chi ví dụ ở giáp tý thì thừa ra hai địa chi là tuất hợi ở giáp tuất thì thừa ra hai địa chi là 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 gì đây thân dậu ở giáp thân thì thừa ra hai địa chi là ngọ mùi ở giáp ngọ thì thừa ra hai địa chi là thìn tỵ ở giáp thìn thì thừa ra hai địa chi là dần mão và ở dần mão lại thừa ra hai địa chi là tí sửu vậy thì mỗi một cái lục tuần thủ này nó luôn luôn bị thừa ra hai thằng điện địa, địa chi nó không biết ghép vào đâu cả nó không biết ghép vào đâu hết Vậy thì cái mà không biết ghép vào đâu hết và nó bị thừa ra Nó gọi là tuần trung không vong Tuần trung không vong Và ý nghĩa của từ tuần trung không vong là Ở trong 10 đơn vị đo Không gian Và bị mất đi nhá tôi nói tuần nhé là lặp lại này Và nó là ở trong đúng không Thế trung không vong, tuần trung không vong Thì ý nghĩa của cái câu này là Của cả cái cụm từ đấy là Ở trong 10 đơn vị đo Tuần là 10 mà Ở trong, trung là ở trong đúng không ở trong 10 đơn vị đo không gian nhá không là không gian và vong là bị mất đi thế đúng là các bạn thấy này ở trong 10 đơn vị đo không không gian bị mất đi mất đi hai thằng đó thì hai cái thằng mất đi đấy người ta gọi là tuần chung không vong hiểu chưa ý nghĩa nó nằm ngay trong tên ấy nhưng mà thực ra là chả ai nói cho các bạn cả đó nó rất dễ thôi nhưng mà chúng ta phải hiểu thì chúng ta mới ok được vậy thì các bạn thấy là thằng tuần này bản thân nó chỉ đơn giản là sự mất đi của hai địa chi đúng không và nó nằm trong cái bảng lục tập hoa, hoa giáp do đó nó có một vấn đề là khi nó là sự mất đi vậy thì cái sự liên kết giữa các địa chi khác với cái địa chi này ví dụ ở giáp tý có từ tý đến dậu thì là nó liên kết chặt chẽ với nhau vì nó nằm cùng trong cùng một bảng nhưng hai thằng bị mất đi là hai thằng tuất thợ nó không được liên kết vào đây nữa vậy thì chứng tỏ sự liên kết của nó là không hay. Sự liên kết của nó là không tốt. Mà khoa tử vi là một khoa sử dụng sự liên kết rất chặt chẽ bởi vì nguyên tắc của tử vi là tam phương tứ chính, còn có nhị hợp lục hại, có nghĩa là sự liên kết cực kỳ chặt chẽ với nhau. Thế bây giờ cái sự liên kết ở đây mà nó đã bị mất đi, vậy thì sao tuần này bản thân nó không được hay. Bản thân nó là không được hay và nó bị ảnh hưởng bởi cái gì? Bảng lục thập hoa giác này là 60 năm, ai cũng biết. Mà đây là tính trong bảng lục thập hoa giáp mất đi hai thứ Vậy thì thằng tuần này nó ảnh hưởng rất lớn bởi năm Năm, cứ 60 năm một nó sẽ quay trở lại một vị trí ban đầu Là gặp cái thằng tuần đấy Có nghĩa là từng năm, từng năm, tuần nó sẽ thay đổi Cứ từng năm, từng năm, từng từng năm Được chưa? Từng năm, từng năm Và nó ảnh hưởng theo năm Nhưng như thế, nó cũng ám chỉ một vấn đề là Tất cả những sao nào được an theo năm Nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn Đúng không? Tại vì cái này nó ảnh hưởng là sự liên kết theo năm Nhưng nằm trong năm nó lại có tháng, có ngày và có giờ Vậy thì chứng tỏ nó đã bọc tất cả những thứ trong đấy lại rồi Và các bạn nhận thấy một vấn đề là đơn vị đo lớn nhất của chúng ta là năm thôi Không còn cái gì to hơn nữa cả Thập kỷ là 10 năm, nói chung là vẫn là năm Đúng không? Hay là một thiên niên kỷ, một thế kỷ Thì tất cả đều là năm, chẳng qua là nhiều năm thì người ta nói gói gọn lại Vậy thì bản chất của thằng này Của thằng tuần này Nó lại ảnh hưởng theo năm Vậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất dài Nó sẽ ảnh hưởng rất dài Ngày xưa người ta đã có nói là 60 năm một cuộc đời Thì 60 năm thằng tuần này nó mới quay lại vị trí ban đầu Có nghĩa là nó mới chở Nó mới hết một vòng vòng đời của nó Chứng tỏ là nó đi hết cả một cuộc đời rồi còn gì Thì đấy là giải thích cho các bạn Tại sao là tuần nó lại ảnh hưởng cả đời nhé Các bạn hiểu chưa thì đấy là nó liên quan đến tuần Ở đây tôi chỉ nói nhiều thôi Ok chưa Và các bạn nhớ là Bởi vì nó được quy định bởi thiên can kết hợp với địa chi Là nó ra năm Lục thâm hoa, hoa giáp Cho nên là các yếu tố năm Nó sẽ xảy ra mạnh hơn Còn tất nhiên các yếu tố ngày, tháng, giờ Các thứ nó đều nằm ở trong năm cả Nó vẫn bị ảnh, ảnh hưởng Nha, Cho nên là tuần ảnh hưởng rất lớn Hiểu chưa? Thì đấy là giải thích về tuần cái tiếp theo là giải thích về triệt cái chữ triệt trong chữ triệt lộ không vong có ba ý nghĩa chính đó chính là sự rút lui sự rút đi giảm bớt đi giảm đi lược đi cất đi trừ đi bỏ đi thì đấy là ý nghĩa chính của thằng triệt nó không quá kinh khủng nhưng nó chỉ là bỏ đi thôi bỏ đi và tiếp theo là ý nghĩa của chữ lộ cái chữ lộ này nó mới nhiều ý nghĩa ý nghĩa của chữ lộ là gì đầu tiên của chữ lộ ai cũng biết đó là đường đi nhưng cái chữ lộ này nó còn nằm trong cái đường quan lộ quan lộ là cái con đường làm quan mà con đường làm quan nó nghĩa là gì các bạn địa vị xã hội vậy thì chữ lộ này nó cũng thể hiện cho địa vị đúng không và cái chữ lộ này nó còn thể hiện cho một sự đường lối phương pháp và sự mạch lạc đường mà nó phải mạch lạc nó phải có đường có hàng có lối và nó có phải phương pháp và cái chữ lộ này nó còn thể hiện một vấn đề nữa là khi các bạn có địa vị thì cái ý nghĩa của nó là còn thứ hạng và xếp loại còn chữ lộ này nó còn một ý nghĩa là cái xe và sự to lớn do đó những sao nào mà đang đặt ở thế cao lớn ví dụ như đứng đầu ví dụ thiên khôi thiên việt sao uh, tướng quân sao thiên tướng những sao đứng đầu mà gặp triệt nó chặt đi nó làm rút bớt đi nó làm loại bỏ đi cực xấu ok nha giải thích nha tiếp theo ý nghĩa của từ lộ nó có cái xe cái xe chính là sao thiên mã đúng đúng chưa nào vậy thì mã ngộ triệt là cách cực thì kỳ xấu Ok và tiếp thứ ba nữa địa vị chữ lộ nó có chữ ý nghĩa là địa vị vậy thì nó vào cung quan các bạn biết rồi cung quan mà ngộ triệt hay những cái sao thể hiện sự địa vị là sao quốc ấn ngộ triệt sao thiên tướng ngộ triệt đều không hay cực kỳ xấu vì nó là ý nghĩa chính của cái sao triệt lộ nó lại vào đúng cái ý nghĩa đấy luôn cho nên là gần như là nó là về đúng chỗ của nó cho nên là nó không thể nào mà phát huy được Vậy thì bản thân ý nghĩa của sao triệt lộ này các bạn đã hiểu rồi, còn chữ không vong nó vẫn giống hệt như là của sao tuần. Nhưng bởi vì cái chữ triệt nó là làm giảm bớt đi mà các bạn biết rồi. Giảm bớt thì nó sẽ là rơi xuống cái gì đây? Từ năm, tuần là từ năm. Vậy thì chắc chắn triệt này nó là giảm bớt. Thế giảm bớt cái đơn vị mạnh nhất là đơn vị từ năm thì nó sẽ phải xuống tháng, nó sẽ phải xuống tháng, đúng không? Nó sẽ phải xuống tháng. Và khi nó đã xuống tháng rồi Thì chúng ta lại quay trở về một lý thuyết khác nữa Đó chính là các bạn phải sử dụng phương pháp Đó chính là ngũ hổ độ Phương pháp tìm tháng Phương pháp tìm tháng Ngũ hổ độ Ngũ hổ độ Cái ngũ hổ độ này Thì phương pháp như sau Đầu tiên là giáp kỷ À cái này thì phải ghi cho các bạn một cái bảng là như thế này Cái bảng nó sẽ nằm là thiên can của năm Thiên can này là của năm nhá. Còn đây là thiên can của tháng 1. Thiên can của tháng 1. Các bạn chỉ cần biết thiên can tháng 1 thôi. Được chưa? Rồi tất cả các thiên can sau của các tháng sau các bạn cứ đếm bình thường. Thì đầu tiên là nếu mà năm Giáp Kỷ thì thiên can của tháng 1 là cái gì nhỉ? Bính. Tiếp theo Giáp Kỷ thì đến Ất Canh. Ất Canh, thiên can của nó là cái gì nhỉ? Mậu. Mậu giáp ất này bính này giáp ất bính này đinh và mậu xuống cuối giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm và quý đây giáp ất bình đinh mậu kỷ canh tân nhâm nhâm quý thì đây là 10 thiên can nhé tôi đếm này giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý các bạn biết cách nhớ tôi đếm chưa thì đây chính là thiên can năm nhé của cách nhớ ngũ hộ độn đây là bính mậu canh nhâm giáp bính mậu canh nhâm giáp được chưa <laughs> bính mậu canh nhâm giáp đó <laughs> các bạn nhìn thấy chưa <laughs> thì các bạn nhìn nhận ra cái thằng năm thằng bên này nó là cái gì không thế các bạn sẽ thấy là nó là như thế này nếu thiên can năm của thiên can của một năm là giáp kỷ thì thiên can của tháng đầu tiên là bính mà các bạn nhớ là một năm thì khởi tại dần vậy thì tháng đầu tiên luôn luôn là bính dần nhá thế tại sao người ta lại có phương pháp là ngũ hổ độn ngũ là năm năm nó chỉ có năm cái quy định thôi hổ là hổ các bạn biết rồi hổ chính là dần đúng không còn độn là gì là trốn Vậy thì ngũ hổ độn là năm cách tìm ra con hổ nó trốn ở chỗ nào. Đấy, thì có nghĩa là nó tìm ra được đây, năm cách đây. Tìm ra con hổ chính là cái tháng dần nó nằm ở vị trí nào của thiên can. Vậy thì các bạn biết là dần thực ra nó chỉ là địa chi thôi, nó chỉ là địa địa chi thôi. Thế bây giờ chúng ta đã biết thêm thiên can nữa, hiểu cái tên ý nghĩa của ngũ hổ độn chưa? Có nghĩa là năm cách tìm ra cái con hổ ấy, có nghĩa là tháng dần nó nằm ở thiên can nào. Được chưa nhỉ? Thế ở đây nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi là người ta có hỏi là thế tại sao lại tại sao thiên can của một năm nó lại có thiên can của tháng 1 ấy. Nó lại có tận um, hai thiên can trùng nhau đều là tháng 1. đều là tháng 1 ở ờ, tại sao lại thế nhỉ? Tại sao người ta lại nghĩ ra được ngũ hổ độ? Tất nhiên là khi người ta nghĩ ra được thì nó phải có logic chứ nó không thể tự nhiên mà người ta bịa ra cả. Thì bây giờ cái logic của cái này nó nằm ở đây từ 1 năm thì có 12 tháng và từ thiên can giáp đến thiên căn kỷ nó trải qua 1 2 3 4 5 năm. Đúng chưa? 5 năm thì nó là 60 tháng. Mà 60 tháng nó vừa hết một chu kỳ. Tương ứng đây, 60 có phải bảng cái bảng uh, cái bảng này nó bao gồm 60 đơn đơn vị không các bạn? Vậy thì có phải 60 tháng nó vừa hết một cái bảng không? Khi nó vừa hết một cái bảng nó sẽ quay lại vị trí ban đầu. Và khi nó quay trở về vị trí ban đầu, chứng tỏ là hai thằng này. Thằng này của năm giáp thì nó cũng sẽ là chính là thằng này của năm kỷ, vì nó quay lại vị trí ban đầu mất rồi, quay lại vị trí ban ban đầu. Và khi quay lại vị trí ban đầu thì nó giống nhau. Giống nhau, ok chưa? Đấy, thì đấy nó là cái hay và tại sao ngũ hổ độ thì nó là à, có cái này. Và bây giờ chúng ta sẽ giải thích tiếp quay trở lại cái thằng triệt lộ. Triệt lộ thì các bạn biết nó là cái cái gì nhỉ? <laughs> thì bây giờ giờ nhá <laughs> đây này quay trở lại cái bảng quay trở lại cái bảng chúng ta hay ở chỗ là 12 tháng tháng đúng không tháng đúng không thì bây bây giờ nhá giả sử tháng bắt đầu từ tháng giáp tí đi à tôi xin lỗi tháng một năm thì nó bắt đầu từ dần nhé tháng một là tháng bính dần bính dần thì hết 12 tháng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Có nghĩa là tháng 12 là tháng đinh xỉu Thì sang năm sau lại là năm mậu dần Có nghĩa là luôn luôn các tháng 1 của các năm là tháng dần nhé Bính dần, mậu dần, được chưa? Canh dần, nhâm dần Đấy, ok chưa? Hiểu chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề là Xong rồi đến đây nó lại sang giáp dần thì chúng ta sẽ nhận ra một cái một vấn đề là khi sự ảnh hưởng của 10 thiên can ấy ảnh hưởng của 10 thiên can ấy thì luôn luôn có một vấn đề là có một cái vấn đề là là cái cái gì sẽ có hai địa chi bị mất mất đi lúc nào cũng có hai thằng địa chi bị mất đi và triệt thì nó tính theo tháng cho nên nó tính theo địa chi rồi tại vì địa chi là 12 nó mới tương ứng theo tháng còn thiên can là 10 thì nó mới tương ứng theo năm mà thằng triệt lộ ấy thì tên của nó là rút bớt đi rút bớt đi thì rút nó sẽ rút từ năm rút xuống tháng ok vậy bây giờ chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề là cái thằng bên này này cái thằng thứ hai nhá thằng đầu tiên là bắt đầu từ tí thì tôi không nói rồi thằng thứ hai là thằng giáp tuất thằng này các bạn sẽ nhận thấy là nó sẽ luôn luôn thiếu hai cái thằng cuối này này có phải bên này thiếu thằng thân thân dậu không bên này thiếu thằng thân dậu đúng không cái cột thứ ba thì thiếu thằng ngọ mùi cột thứ tư thì thiếu thằng thìn tị và cột thứ năm thì thiếu thằng dần mãm ok chưa đến cột thứ sáu thì thiếu thằng tí xỉu đó đến cột thứ sáu thì thiếu thằng tí xỉu vậy cuối cùng là những cái thằng này là những thằng bị thiếu thằng thân dậu là một thằng ngọ mùi là hai thằng thìn tị là ba thằng dần mão là 4 và thằng tí xỉu là 5 đến 5 là dừng nhá vì chúng ta vừa đếm trong ngũ hổ độn xong nó chỉ quay lại nó chỉ là 5 thôi một năm có 12 tháng 5 năm 5 năm 5 năm là có 60 tháng và nó lại quay trở về quy quy trình ban đầu quy trình ban đầu vậy thì chứng tỏ thằng triệt đấy nó chỉ là nó dừng lại ở 5 cột chứ nó không phải là 6 nữa chu trình của nó là 5 năm chu trình của nó là 5 năm tương với 12 tháng vậy thì các bạn thấy là cứ mỗi một cứ mỗi một cái giáp cứ mỗi một cái ô cái đầu này này mỗi một cái ô chia ra này, này lục tuần thủ này này thì nó sẽ bị mất hai mà chu trình là 5 2 x 5 là 10 vậy thì chúng ta sẽ đếm được là có 10 triệt lộ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và có 10 triệt lộ tương ứng lần lượt sẽ là thân dậu ngọ mùi thìn tỵ dần mão và tý sửu trong đó thân dậu là tháng xuất hiện đầu tiên thì người ta mới có câu là triệt đáo kim cung bởi bởi vì thằng này là thằng xuất hiện đầu tiên và triệt nó còn mạnh nhất nó còn mạnh nhất tại vì thứ hạng của nó sẽ bị rớt đi mà đúng không các bạn tôi vừa giải thích cho các bạn ở trên nên là triệt lộ không vong thế triệt là 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 cái sự rút bớt đi vậy thì ý nghĩa cả cái từ triệt lộ không vong là rút bớt cái thứ hạn của cái không gian bị mất đi, cứ cái không gian bị mất đi thì nó cứ rút bớt đi, rút bớt đi. vậy thì thằng thân dậu là thằng đứng đầu tiên trong hàng triệt lộ, đúng không? mà càng ngày nó càng bị rút bớt đi, chứng tỏ là thằng thân dậu là thằng đắc địa của thằng triệt lộ, thằng thân dậu là thằng đắc địa của thằng triệt lộ và nó phải là ở hành kim, đúng không? thân dậu ngũ hành của nó là kim, đó. vậy thì các bạn hiểu tại sao triệt lại đáo kim cung chưa? Và nó chỉ dừng lại ở năm thôi nhé Nhắc lại này, thân dậu, ngọ mùi, thìn tị, dần mão và tí xỉu Vậy thì chứng tỏ các bạn nhận ra một điều là Tại tuất hợi không hề có triệt lộ Và đúng là như thế Hai cung tuất hợi không bao giờ có triệt Hai cung tuất hợi không bao giờ có triệt Vậy thì những người nào mạnh ở tuất Và mạnh ở hợi Là sướng ở một chỗ Là không bao giờ bị triệt Không bao giờ bị triệt Các bạn nhớ nhá Không bao giờ bị triệt Đấy là tôi giải thích luôn Theo cái bảng lục thập hoa giáp thế nào là triệt thế nào là tuần các bạn hiểu chưa đó thì đấy nó là tuần và triệt tại sao nó lại như vậy <laughs> thì để các bạn hiểu hơn về vấn đề tuần và triệt ý nghĩa của nó lý giải tại sao tính chất như thế nào thì đấy là tuần triệt và hy vọng cái bài này giúp cho các bạn hiểu thêm về tuần triệt còn nếu bạn nào muốn nghe lắng nghe nhiều ý kiến về tuần triệt các bạn có thể gặp riêng tôi hoặc là chúng ta sẽ gặp nhau ở có thể ở thư phòng của tôi chúng ta cùng nhau trao đổi thì đây là cái ý, ý kiến của tôi về vấn đề liên quan giải nghĩa thế nào ở tuần triệt nếu các bạn thấy hay các bạn hãy nhớ like share và subscribe kênh cho tôi nhé thì uh, uh, nhớ ủng hộ kênh nhé các bạn nhớ 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 nhớ, nhớ like nhé. nhớ like nhé thì thì uh, Uh, bao giờ mà có những câu hỏi hay sẽ tập hợp và làm theo thành một video gửi cho các bạn để cho các bạn hiểu thế nào hiểu hơn về cái khoa tử vi này và và cái sự ảnh hưởng của nó đến những cái vấn đề khác và dần dần chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách bóc gỡ những thứ mà 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 mà, mà chúng ta vẫn còn đang lạc trong những cái sương mù của của nó. Thôi được rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau.